ăn bánh ngon không con? Bánh ngon không? Ngon không? Dạ. Ngon thì dạ. Dạ. Ôi giỏi quá. Con ăn nữa đi. Con múc con ăn đi. Bạn đốt. Quỳ. Xin chào cô chú. Con chào cô chú, con chào ông bà ngoại. Xin chào cô chú, xin chào bà ngoại, xin chào ông ngoại. Ôi, tướng chào quá độc luôn. Chào là phải lắc như vậy á. À, xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà món su bánh su kem sô cô la nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ để bơ vô trong đây, 40g bơ, 120ml sữa. Bây giờ mình sẽ đun sôi cái này lên nha cả nhà cho nó tan ra, bỏ vào đây một chút xíu muối. Bây giờ cái bơ này nó đã tan rồi ha, mình sẽ bỏ vào đây 125g bột mì đa dụng, 125g. Rồi mình quậy cho nó đều. Mình sẽ quậy cho đến khi nào mà nó khô, nó khô hết mà nó thành một cục. Nó bây giờ mình cả nhà thấy không? Nó thành một cái cục bột như vậy là được rồi đó. Xong rồi mình sẽ đặt lưỡi ra, rồi giờ mình sẽ đập vào đây hai trứng, nhưng mà đầu tiên mình sẽ đập một trứng vào. Bây giờ là mình sẽ đánh cái trứng này ra cho nó đều không cả nhà, mình trộn. Bây giờ mình sẽ bỏ một trứng thứ hai. Đây là cả nhà, đây là sau khi mình trộn cái trứng xong thì nó nha, trộn hai trứng vô xong thì nó như vậy nè. Nhiều khi nếu mình trộn liền hai trứng liền á, cái này nó sẽ bị dữa ra, nó lỏng lắm, nó lỏng ra là cái của mình nó sẽ bị hư đó. Bây giờ như vậy nè, cái bánh của nó như vậy nè, cái bột nó như vậy là đúng rồi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ vào trong một cái túi ni lông và mình nặn ra, mình để vào. Đây là cả nhà, mình đã bỏ cái bột vào trong cái bọc ni lông. Đây mình sẽ nặn như vậy nè cả nhà. Nó nở bự ra nữa nên là phải để cho nó xe xe ra. Bây giờ là nhiệt, mình sẽ nhận anh nói là 15 phút ha. 15 phút ở 200 độ C. Xong rồi khi mình nó ấy lên, mình sẽ giảm xuống còn 180 độ C và 10 phút. Đây cả nhà, trong lúc chờ đợi cho bánh chín thì mình sẽ làm kem nha cả nhà. Làm kem sô cô la. Thì trong này mình sẽ bỏ vào đây là 250ml sữa tươi và một gói đường vani. Xong rồi mình sẽ bỏ sô cô la vào đây luôn. Sô cô la thẻ nè, sô cô la này để làm bánh nè cả nhà. Thì mình sẽ bỏ vào đây cho nó tan. Mình đang nướng nè. Sau 15 phút 200 độ C. Bây giờ mình sẽ giảm cái mình sẽ dặn thêm 10 phút nữa. Và mình sẽ giảm xuống nhiệt độ còn 180 độ C nha. Cái sô cô la của mình nè, nó bắt đầu nó tan rồi đó cả nhà. Thì ở đây mình có hai chồng đỏ trứng gà ha. Mình sẽ đánh chồng đỏ trứng gà với lại 45g đường. Nếu mà người nào mà đánh bằng đường trắng thì nó dễ tan hơn, mình đánh đường này nó lâu tan lắm, nhưng mà mình thích ăn cái đường này nên mình chỉ đánh đường này thôi. Cái đường vàng nè. Đó, đây mình bỏ 45g đường vào nha cả nhà. Mình đánh cho cái hỗn hợp này trứng với lại đường này nó bông lên một tí. Mình sẽ bỏ vào đây 25g bột bắp. Đây. Mình trộn cái này nè. Trộn đều lên nha. Mình sẽ bỏ cái hỗn hợp sô cô la với lại sữa vào nha cả nhà. Mình bỏ một tí trước thôi. Xong rồi mình trộn nó lại, trộn cho nó đều. Mình sẽ bỏ phần còn lại vào. Xong rồi mình sẽ bỏ cái hỗn hợp này trở lại vào cái nồi và mình nấu lên, mình xên cho nó đặc lại nha cả nhà. Và nhớ là luôn quậy đều tay. Không thôi là nó sẽ bị ốc trâu. Giờ mình sẽ đổ cái hộp này lại trở lại. Nhớ là phải quậy liên tục nha cả nhà. Tại vì nó đóng lại là khi mà nó đặt lại là sẽ, mình không quậy là nó sẽ bị ốc trâu liền ngay chứ các. Quậy hoài như vậy tới khi nào mà cái
cái sữa của mình nó đặt lại nè, giờ nó đang đặt lại rồi đó nha. Nó nặng tay là mình là được nha. Cái này là mình thấy được rồi. Coi như cái kem của mình đã xong rồi đó nha cả nhà, mình tắt bếp. Thì mình sẽ để cái kem này lạnh, để cho nó nguội rồi xong rồi mình để cho tủ lạnh một hơi nữa, mình sẽ bỏ vào cái bao để mình bỏ vào cái bánh, cái bánh của mình á. Sẽ chuẩn bị cái phần sô cô la nằm ở trên cái mặt bánh nha cả nhà. Cái cục sô cô la này nè, mình để cho nó chảy ra. Đây là mình nấu cách thủy, để nước ở trong này với lại để cái chén vào. Mình sẽ bỏ vào đây một ít đường. Đường này là gọi là đường sugar glass, là đường nó mịn, đường này nó xảy ra như bột vậy đó cả nhà. Đó, mình sẽ bỏ một tí vào này. Bỏ vào đây một tí kem tươi. Nếu không thôi nó sẽ bị thì rồi mình làm mình không bỏ kem tươi á. Miếng kem tươi, miếng sữa tươi vào như vậy á, cái sô cô la của mình nó sẽ không có bị, nó không có bị cứng. Thì rồi ăn cứng quá. Nên kia này mình để một tí nước, một tí sữa vào vậy nha. Nó mềm á, vậy là làm cho cái sô cô la của mình nó sẽ mềm, nó không có bị cứng. Đó. Cả nhà bây giờ mình sẽ bỏ kem vào trong đây ha. Đây là mình, nãy là mình làm nhỏ quá nên nó hơi khó. Đây là mình cắt mấy cái lỗ. Cắt mấy cái lỗ mình bỏ kem vào đây. Nặng kem vào đây, kem mình đã bỏ vô trong cái bao rồi. Này bánh nhà làm nên là khỏi mang bao tay cũng sao cả nhà. Giống bánh mì, bỏ kem vô bánh mì. Xin cơm xong cái Việt Nam nha. Xui nó thấy nó đòi ăn à. Xui nó thôi này ăn. Cái bánh này nó nhỏ quá à. Lần sau mình sẽ làm cái bánh to hơn. Mình nhớ là cái bánh này nó phì lên dữ lắm à. Tay mình đã rửa sạch cho cái nhà. Ở nhà làm nên là bóc tay không sao nha, tay đã rửa sạch rồi. Đó. Xong rồi. Đây là cả nhà. Sô cô la của mình đã tan chảy ra như vậy. Đó, bây giờ mình sẽ cầm cái này nhắn vào đây. Gớp luôn. Đây. Bỏ vào khuôn, bỏ vào trong cái hộp. Nhà mình có mấy cái hộp thủy tinh này nè cả nhà, rất là tiện lợi. Là vừa để cái hộp để vô trong tủ lạnh được luôn, và vừa làm cái khuôn để nướng bánh luôn. Nướng bánh, nướng gà, nướng đồ ăn tất cả, và để vô đông đá được luôn. Này cả nhà làm được nhiêu đó cả nhà. Thường thì cái sô cô la này người ta cầm cái bánh lên ịn vô sô cô la nên cái sô cô la nhìn nó sẽ mướt lắm. Còn cái bánh của mình sao mà để lên cái nó lọt xuống, nó nhỏ quá. Lọt xuống sô cô la luôn nên mình lấy sô cô la mình để lên trên vậy nè. Nhìn nó không được đẹp lắm nhưng mà rất là ngon, mình thử rồi. Giờ mình sẽ để vô tủ lạnh, cái này ăn lạnh mới ngon.